Hay cả nhà. Hôm nay mình đánh bóng của cái gỗ này nha. Mình sẽ hướng dẫn đại gia đình đánh bóng cách đánh bóng như thế nào ha. Thì trước khi đánh bóng thì mình phải chà cái gỗ nha. Dùng giấy nhám đừng có trộn quá, giấy nhám nhuyễn nha. Okay. Mình chà cho nó sạch ha, cho nó láng đó. Ok, rồi cái gì nữa là mình quét ha, quét cho nó sạch bụi. Ok, quét cho nó sạch bụi ha. Thì cái miếng gỗ này là miếng gỗ mới tinh ha. Bây giờ mình đánh bóng thì đánh màu, cái này màu với bóng đi chung ha, cái này là màu với bóng nó đi chung ha. Thì đây là cái màu của nó để ngoài của cái hộp nước sơn đây, cái màu của nó, mình thích màu gì thì mình chọn cái màu đó. Mà cái màu này là nó có đánh màu và bóng đi chung ha, 2-1 ha. Ok, thì mình dùng cái cọ. Mình lấy đừng có nhiều quá, lấy vừa thôi, lấy nước sơ nước 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 dầu bóng vừa thôi, đừng có nhiều quá nó sẽ chảy ha, nó sẽ nhiễu. Thì nếu mà quý vị muốn cái màu gỗ nó đậm hơn chút á thì mình đánh hai lần ha, đợi nó khô rồi mình chà với nhám mình đánh lại thêm lần nữa. Còn mà cái màu nó lợi nó đủ sở thích của mình rồi đó thì mình dùng một lần thôi. Cái màu này đẹp quá. Quá. Quý vị thấy ra thấy làm nhanh không? Cái gỗ rất là đẹp. Cái này mua cũng rẻ tiền lắm, không có đắt lắm đâu nha. Một hộp này chỉ có 14 đô thôi. Cũng rẻ, không có đắt lắm. Mà nó có nhiều màu lắm, mình thích màu gì thì mình chọn màu đó. Mà trước khi mình làm mình bỏ lên cái gỗ của mình á thì mình sẽ thử một cái miếng gỗ vụn trước nha, mình thử cho cái màu nó ra có đúng như sở thích mình hay không nha. Mình đừng có bỏ lên cái gỗ trước, lên bỏ lên cái miếng dán của mình trước rồi mình đánh lên trước là cái không thích cái màu đó thì khó lấy ra lắm. Mình phải bỏ lên một miếng gỗ vụn của mình á, mình thử coi là cái màu nó ra đẹp hay không. Nhớ để ý vậy. Trong vòng vài phút thôi là cái gỗ của mình nó đã đẹp rồi, nó đã có cái màu khác rồi. Cái này là chỗ lên xuống cầu thang đó, lên xuống cầu thang mình làm cái miếng dán này mình để đây để cho chân đồ kiểu lên cho nó đẹp. Rồi mình đánh bóng lên vậy đó thì nó nếu mà có nước đó, thì nó không có rút vô trong miếng dán của mình, không có thấm vô miếng dán của mình thì miếng dán mình nó không bị hư, tại mình đánh bóng lên rồi. Cái này là màu và bóng luôn, nó đi
đi chung hết rồi đó, chỉ vậy thôi, có chút xíu thôi là đẹp rồi, quá đẹp rồi. Cái gì thấy chưa, quá đẹp ha. Rồi cảm ơn đại gia đình, nhà ai cần làm cứ gọi mình nha. Rất là đẹp. Cảm ơn đại gia đình theo dõi nha.